Ok. Bàn tay nhẹ thì cái gì trời trời. Cái nắng gì vậy ta? Mấy bữa nay có vai bên nó được không em? Ok không? Bên nó đầu đen rồi. Bữa nay ly quay hay là toàn em ly bạn ạ? À, ly bạn là em quay bình thường luôn nhé. Thì tất nhiên không thì chọn người nào mà ví dụ như thế mà vô thế thì phải chọn một người ok. Ba đào rồi đó. Ngọn nãy giờ cũng phê.
nguyên cái má luôn. Căng ra thấy nguyên cái má luôn. Má mình ngoại quá. À, chỗ này hả? Nguyên vạt luôn. Trời, cái này mà không đi thì thâu luôn. Không phải, nó đi chứ khó nè. Nhắc gì khéo ghê. Chậm nhắc đúng không? Chậm nhắc không nhắc đâu. Chỉ nhiều khi mình thấy là mình thương chồng mình dữ. Thương hả? Thương, em mới thương. Chứ mà em thương. Bạn ấy vẫn kiểu tình cảm lắm. Thật đấy. Mà có cái tính có một không hai ngay. Rất chung thủy. Tôi tại chồng em không làm gì để em phải... À, tại vì anh dễ thương này. Em không thấy ai... Mà ổng hề hề nữa chứ, ổng vui vui nữa. Mà ổng quan tâm tới cảm xúc của em á. Nói chung làm gì mà được miễn em vui chứ. Ổng thấy em buồn không lâu. Thì bởi đó. Với lại Yến làm chi dùng được trang chiều lắm. Chiều chị lắm à? Chiều. Nó đi đâu đi, chở đâu chở rồi đó. Mà không đẹp trai rồi nữa. Làm chứ không có kiểu mà làm được cái tiền lý do mua không làm được cái chi thì không làm thôi chứ còn không có sợ khó cái gì hết. Nói chung là okay. Chị thấy ok. Mà cũng mới ước như mẹ rồi đó. Thấy không có tình cảm. Ta nói lên sân khấu rồi chưa? Lúc làm chú rể vậy. Lúc này không biết luôn cái gì, không biết luôn, ông khóc luôn á. Thằng chồng thì khóc mà con vợ đứng cười. Có bao giờ thấy đâu. Trời ơi, tôi cười tao cái chết mẹ rồi, con Yên đã khóc rồi. Gặp thằng này còn khóc ghê đi rồi, chứ hai đứa về ôm nhau khóc bay. Chị ngồi nói mấy người dưới này nè, lúc đám cưới á. Tôi cười dễ sợ. Ta không quay được cảnh này, ta định quay rồi, ta cầm điện thoại ta quay. Hình như có quay không ta? Để ta vợ xin là ta lục vợ còn. Lần đầu tiên em thấy á. Để chị coi cái xin này, chị tìm trong điện thoại chị còn. Chị đổ điện thoại rồi mà. Đổ thì ta bán qua hết mày ơi. Ủa ha. Chuyển qua hết, cái chuyện cũng còn hết. À đúng rồi, với chị dùng iCloud cũ không hả? À. Tội dễ sợ, nhưng mà phải nặng thôi. Sợ xí xíu. Mới nặng nhẹ thôi đó. Cục nó bùng rồi tới đâu. Không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc từ đâu ra.